Rõ ràng khách khách vào hàng, khách hàng vào sau chứ có phải là khách hàng vào trước đâu. Quán mình làm này là không được đâu. Tí em sẽ báo lên tổng đài đấy chứ làm ăn kiểu này là không được đâu. Làm hàng ai cũng phải chờ đấy, nhưng mà vào sau thì phải làm ấy chứ. Đã được một cuộc Grab Food đầu tiên. Tại vì Grab Buy mình hết sạch tiền rồi. Còn 8.000 nữa các bạn ạ. Bắt buộc phải bật Food đây để chạy. Bây giờ không có Grab Pay là thôi hỏng đấy. Để chạy khoảng vài cú Food là để lấy ít tiền phí dưới để chạy tiếp Buy vậy. Chứ chạy Food cũng chán. Giờ mấy ngày hôm nay chạy Food được nghe oải lắm. Bây giờ ra cái quán phở cuốn ngũ xã ngay đầu chỗ Nguyễn Đức để lấy đồ. Đừng có khinh thường người khác. Đúng rồi. Em chụp cái. Với lâu. Anh thông cảm tí. Khách người ta không thông cảm cho anh được. Anh nói khách ở quán đông không có quá phải khách người ta vào sau cho khách được ăn trước rồi khách đi. Nhưng cái món đó dễ làm mà. Của chú cũng đây luôn chứ. Làm còn là khách ăn khách ăn xong mới làm được làm ship. Thế á? Đang ngồi chờ 2 phút, giờ là 23 phút rồi. Phải cứ khách mẹ giờ sao mà. Thì bạn bên nào có đánh giá quán không? Bên em có đánh giá quán mà bên em đang nhắn cho 1 sao luôn. Few moments later. Rõ ràng khách vào hàng, khách hàng vào sau chứ có phải là khách hàng vào trước đâu. Quán mình làm này là không được đâu. Tí em sẽ báo lên tổng đài đấy chứ làm ăn kiểu này là không được đâu. Làm hàng ai cũng phải chờ đấy, nhưng mà vào sau thì phải làm ấy chứ. Đây các bạn nhìn này, quán này, phở cuốn ngũ xã này. Cho các bạn xem quán luôn. Phở cuốn ngũ xã đây các bạn này. P5B Nguyễn Quý Đức nhá. Làm ăn này không được đâu. Vào sau đây là 5-10 phút nữa mà vẫn làm trước. Quán thì trông cũng ấy đấy, nhưng mà làm ăn này cứ đi. Quay lên cho các bạn xem, biết quán là sao tránh. Đây, vào từ mình nhận đơn này từ nó đổ đơn rồi xong đến quán nó mới xác nhận này. Thì nó rơi khoảng 12 giờ 20 phút. Mà bây giờ đến 12 giờ 47 phút rồi vẫn chưa đâu vào đâu cả, chưa làm gì cả. Mà khách vào đây chờ thì là làm trước xong cho khách xong đi rồi. Đấy. Của khách cũng phở phồng, chuyên phồng các thứ. Mà đây có phải là đồ ấy gì đâu. Mỗi phở xào mới cả là phở cuốn chứ có phải là nâu gì đâu. Phở chiên phồng nó còn nâu hơn nhiều. Đấy. Có 2 phở cuốn với 1 phở xào thôi nhé. Mà mất dạy quá. Đấy là một cú xe đấy các bạn ạ. Các bạn thấy có khổ không? Wow, Ducati. Ngon thế. Ôi giời ơi. Đáng đã kiếm được mấy đồng nào đâu mà tự nhiên này. Xe chạy từ sáng đúng được mấy chục.
kiểu là anh có đi về nghỉ hôm nào sinh viên nó lên thì chạy. Sinh viên nó cũng sắp lên rồi. Vâng. Cũng hết tháng này rồi. Hôm nay là hai mấy rồi? Năm 26. Thôi cố gắng. Đi từ giờ đến chỗ này có. Chán. Đây khu Phùng Khoang. Mọi lần mà ra khu này á thì đông lắm. Mà đặt mẹ. Đặt ăn đặt uống thì thường thường là bên mình nhiều khi. Không thôi dừng ở đây thì nó mới ngại là nhà. Thế đặt nhiều. Ok giờ chắc phải chờ sửa cho xong đến giờ rồi gì. Sẽ cố gắng xem có 1-2 cuốc xe nào để chạy lốt thôi. Chứ bây giờ đi về không bây giờ thì mất tiền xăng quá. Hai ngày hôm nay chạy rất là chán rồi các bạn. Giờ chờ lúc cho anh ấy sửa xong cái xe xong rồi xem tình hình khách khứa khu này nào, nếu mà có khách chạy thì mình sẽ chạy tiếp, còn không thì thôi đi về. Và hôm nay cũng là rằm tháng giêng mà các bạn, về ăn rằm thôi. Đấy, có cuốc xe đang sửa xe, có cuốc xe hay giờ điện rồi, điện cho khách. Alo ạ, chị vừa đặt xe đi Tham City phải không ạ? Đúng rồi anh ạ. Khoang ạ? Vâng, anh qua anh ạ. Vâng, vâng ạ, chị đợi em khoảng tầm 4 đến tầm 4-5 phút nhá. Em đang ấy qua cái xe vào cái xong rồi em phi cho chị luôn nhá. Vâng ạ. Vâng. Vâng, vâng. Nổ cuốc xe rồi, bây giờ bỏ đây, mãi mới được cuốc xe bây giờ mà bỏ đây cũng dở. Thôi, chấp nhận. Còn hơn là bây giờ. Còn hơn bây giờ không có cuốc. Tiền. Ây trời, vừa mới đi sửa được lại cái xe. Cái xe là do hôm trước là mình đi căng xích ấy các bạn ạ. Thế là cái ông căng xích, cái ông căng bố lệch ra, thế là mình đi nó bị đau vành ấy. Trở lặng mà các bạn. Đấy, giờ ra có cuốc xe rồi, điện cho chị bảo cho chị chờ em khoảng 5 phút. Em phi ra, em lắp được cái xe và ra. Mong chị đừng hủy cuốc xe. Khổ thế. Khách họ bảo họ thấy mình rồi mà mình vẫn chưa thấy khách. Hai khách bên trong ngõ rồi. À vâng vâng vâng. Em gửi. Chị đặt xe là lúc ấy em đang cân lại cái vành. Vừa mới xong. Quay lại. Chị ở chỗ chung cư đối diện với cả cổng của Tham đúng không chị ạ? Đúng là bạn chơi nhà. Vâng. Có khả năng là đúng rồi, tại vì nó gần đây thôi. Ok, tới lợi. Cảm ơn chị nhé. Để tít tầm mắt. 50, bo 5.000, 55.000. Đi từ Phùng Khoang anh ạ. 50. Hôm nay nó ít đơn. Em đi từ sáng đến giờ được đơn này đơn thứ 3. Không đỡ nổi luôn. Chả phải đâu, khách thì ít, không có khách. Ôi trời ơi, chả lẽ đi về. Làm gì. Em gái nhìn thấy máy quay chắc là biết là mình đang quay. Cười tít mắt đâu. Chết cười. Đây. Hãy là
điểm đông quá nhỉ, một xem chốt đông thế nhỉ. Ok, sắp đến rồi. Đơn hàng cuối cùng trong ngày của tôi. Xong đơn này là lại về quê thôi các bạn. Ngày hôm nay chạy thế thôi mệt lắm rồi, quải lắm. Kể cả nhưng mà ngày hôm nay mà nó bắn đơn đều thì mình cũng vẫn cố chạy được đấy. Thế nhưng mà nó bắn kiểu này thôi, đi về. Chơi mới Grab đâu. Anh ơi cho em hỏi sảnh Grab B là sảnh nào anh nhỉ? Đây. Anh này bánh tôm đúng không? Em gửi anh nhé. Dạ vâng, chào anh. Ok, đã xong. Ok. Đấy thôi. Xem nào, cho các bạn nhìn này. Đấy, 319. Đây, phí thực nhận đây, 231.000 cộng 40.000 tiền thưởng. Tiền đường phí ứng dụng là 87.000. Thôi đi về, mai chạy thế thôi. Cuốc xe là chạy được 12 cuốc. Ok. Vậy thôi, let's go. Thôi video này tạm dừng thôi anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Nhớ để lại cho mình xin đăng ký kênh và một nút like video. Và nếu các bạn thấy video hay thì có thể chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.